Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Hôm nay mời các bạn tiến hành buổi chuẩn bị số lượng lớn binoker Yamaha No 9500, Kawai BL12, Kawai KS2F, Yamaha U3M, Jetswin 130, Kanabe WMV 121MD đến với đại lý tại Bình Phước. Nào, cùng nhau bắt đầu video thôi. Vì số lượng piano đợt này nhiều và theo yêu cầu sớm của khách nên team đã lên đường đưa các cây piano Jetswin 130, Yamaha No 9500, Kawai KS2F vào khuya hôm trước mà chưa kịp ghi hình cụ thể gửi đến mọi người. Các bạn thông cảm cho mình nha, đội đã có mặt đông đủ. Vào việc thôi anh em, toàn bộ piano cơ cho chuyến đi được phủ nhiều tấm bìa dày với nhiều vòng ni lông, phủ toàn bộ thân đàn đem ra phía bàn nâng tải. Chiếc piano đầu tiên Kawai BL12 được team 4 người cùng nhau mang vào xe. Đây là mẫu đàn được đánh giá cao với kiểu dáng cổ điển nhỏ gọn và âm thanh trong trẻo. Chiếc piano thứ hai với nhiều vòng ni lông, phủ toàn bộ đàn cùng ba anh đội tải lăn bánh để lên xe chính là Yamaha U3M. Piano thuộc dòng cao cấp của Yamaha, chế tạo bằng vật liệu cao cấp, phủ sơn đen bóng, khung kim loại theo công nghệ riêng của Yamaha. Bộ cơ đàn có độ bền cao, bảng cộng hưởng và phím đàn bằng gỗ vân sam cao cấp, phủ đàn được bọc nỉ và chiếc piano đã được mang lên xe cẩn thận. Đây là những bộ ghế piano hình hộp cao cấp được nhân viên mang ra và để lên xe tải. Xe đang từ từ lăn bánh. Anh em đang có mặt tại showroom 98 Bành Văn Chân để cùng với team Minh Phụng đưa chiếc piano thứ ba Kanabe VWMV 121MD vào xe tải. Đàn phủ ni lông bảo vệ toàn bộ chi tiết rồi được đẩy ra phía xe bởi anh em và chiếc xe đẩy chuyên dụng, thiết kế màu đen sang trọng, bảng cộng hưởng vân sam chắc chắn, ngựa đan bằng gỗ phong bền đẹp. Piano đang được đội cùng phối hợp đưa vào bàn nâng, đẩy vào thùng tải. Toàn bộ phụ kiện theo đàn cùng với những nhạc cụ được anh khách hàng mua thêm đã đóng gói hoàn chỉnh từ trước như ống sưởi đàn, khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ghế piano cao cấp, hai cây guitar nhà Takahama GTC-34A và GTC-34BXM được đội lần lượt chất lên xe tải và bụi đóng gói đã hoàn tất, cửa tải đóng lại, chuẩn bị lên đường thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video chuẩn bị số lượng lớn piano cơ đến với Bình Phước ngày hôm nay. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe, ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.